Xin chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đang là dòng sản phẩm súng bắn bu lông 1/2 thương hiệu của Asake. Sản phẩm 6000 mAh chạy 21V và 20 từ 0 cho đến 3000. Đây tôi sẽ zoom gần cho anh em nhìn thấy. Từ 0 cho đến 3500 vòng trên 1 phút, 550 cho đến 850 Newton. Con này ghi thông số là made in Japan nhưng mà nó là hàng nội địa của Trung Quốc anh em nhé. Đây là cái dòng Asake mà tôi đánh giá là dùng rất là chất lượng ở trên thị trường cho tất cả anh em. Đầu tiên về cái phần súng thì thông số kỹ thuật của sản phẩm tôi đã vừa review cho anh em rồi. Sản phẩm này thì là chân 1/2 của thương hiệu Asake với màu chủ đạo là màu xanh và màu đen. Phía tay cầm thì có bọc cao su thì khá là chắc chắn. Ở phần trên này, nhà sản xuất người ta cũng bọc cao su. Và anh em nhìn tôi thao tác này. Khi mà thao tác ấy, thì cái đầu khẩu này nó quay rất là thẳng. Đấy là đáp ứng được đầy đủ các cái yếu tố kỹ thuật cho tất cả anh em. Thì đây là cái dòng 21V của thương hiệu Asake. Thì theo thông số của sản phẩm, nhà sản xuất người ta có ghi là 550 cho đến 850. Nhưng mà bình thường ấy, con này nó tôi đánh giá nó chỉ khoảng tầm 350 cho đến khoảng 550 thôi, Newton thôi. Thì đấy là cái giá trị thực của nó. Còn made in Japan thì là không phải. Những cái dòng Asake này thì nó đều là hàng nội địa của Trung Quốc cả anh em ạ. Nhưng mà được cái là cái dòng này ngon, bổ, rẻ. Tại sao tôi lại nói là ngon, bổ, rẻ? Với thông số là 21V 6000 mAh. Sản phẩm này thì sẽ bắn được từ bu lông 8 đến khoảng bu lông 24 cho tất cả anh em. Con này đang niêm yết ở trên thị trường, anh em rất là muốn biết giá đúng không? Giá của cái con sản phẩm này bên mình đang bán là bao nhiêu ạ? 1.399.000. 2 pin 1 sạc anh em ạ. Phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm là một thân máy này, 1 sạc và một vali cho tất cả anh em. 1.399.000. Đấy. Và sản phẩm này thì chưa bao ship. Nếu như anh em chúng ta đặt qua Shopee, Sendor, Lazada, anh em có những cái mã giảm giá thì anh em có thể miễn ship. Còn giá sản phẩm này nếu mà ship ở miền Bắc thì nó rơi vào tầm khoảng 50.000. Ship ở miền Trung khoảng tầm 70.000. Và ship khoảng miền Nam thì khoảng 90 cho đến 100.000. Thì đấy là cái bảng giá hiện tại. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 9 2022. Giá của cái dòng sản phẩm này đang bán ở ngoài thị trường siêu rẻ luôn anh em. 1.399.000. 2 pin 1 sạc, 1 thân máy, 1 vali cho tất cả anh em. Thì cái dòng thân máy này thì bảo hành 6 tháng, pin bảo hành 3 tháng. Và sản phẩm này thì sẽ ship hàng đến tận nhà luôn. Anh em nào thì tôi cân xem nào. Rồi. Như vậy là cả máy và cả pin thì nó nặng khoảng tầm 2 cân. Cả máy cả pin nặng khoảng tầm 2 cân anh em nhé. Quá nhẹ luôn anh em. Tiêu chuẩn chung của cái súng khí nén nó còn tầm khoảng 2 cân 8 cơ. Chúng ta cầm con này là 2 cân là quá ok luôn. Và sản phẩm này thì nếu mà chúng ta bắn liên tục thì nó rơi vào tầm khoảng 2 ngày sạc một lần. Nếu mà chúng ta bắn khỏe hơn nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 8 tiếng sạc một lần. Đấy là bắn liên tục liên tục. Còn nếu như anh em chúng ta bắn ngắt nhà thì một tuần chúng ta mới phải sạc một lần. Và chúng ta có hai để thay thế, rất là tiện. Hết cục này thì để sạc cục kia. Ok chưa anh em? Mình xin nhắc lại nhá. Giá của em nó 1.399.000, 2 pin 1 sạc, chưa bao ship đến tận nhà cho anh em. Và giá tiền ship thì mình vừa nói rồi. Thân máy bảo hành 6 tháng, pin bảo hành 3 tháng. Đến nơi anh em chúng ta xem hàng, test hàng rồi mới thanh toán tiền anh em nhé. Tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Quá ok luôn anh em. Riêng cái dòng Asake này là một trong những cái dòng giá rẻ cực kỳ đáng mua. Chỉ có hơn 1 triệu thôi mà 350 cho đến 550 Newton. Đấy, rất là khỏe anh em nhá. Màu cũng rất là đẹp, cầm cũng rất là chắc chắn. Với mức giá 1.399.000, không thể tìm con nào ngon được hơn như những cái dòng Asake này.
Ok chưa anh em? Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả bên mình nhá. Ship hàng đến tận nhà, xem hàng, test hàng, thử hàng rồi mới thanh toán tiền. Đấy, nếu mà ok thì nhận hàng, còn không ok thì chúng ta vui vẻ giả lại hàng cho bên công ty mình thôi. Đấy, để cho anh em chúng ta yên tâm đặt hàng cái dòng sản phẩm này. Và giá của cái dòng Asake bên mình đã được trợ giá, đã được thương hiệu Asake đồng ý và trợ giá với giá là 1.399.000, hai pin, một sạc, một thân máy và chưa bao ship về tận nhà cho anh em nhé. Chú anh em cố gắng chú ý rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng, anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý. Và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc, đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.